Chúng tôi mời quý vị ghé thăm lễ hội gói bánh chưng, bánh tét của trường tiểu học bán trú nội trú Nhật Tân. Đây là một trong số ít những lễ hội gói bánh chưng, bánh tét trong nhà trường tại thành phố. Giữa lúc bánh chưng, bánh tét quá dễ kiếm trong các cửa hàng, thì những lễ hội ôn lại truyền thống như thế này càng đáng quý. Mặt khác, đây cũng là cách để giáo dục các em không quên truyền thống dân tộc và trau dồi đời sống văn hóa tinh thần. Đến hẹn lại lên, độ trước Tết khoảng 2 tuần, các trường học lần lượt tổ chức lễ hội mừng xuân mới. Đó là các lễ hội văn hóa dân gian, ngày hội trường, văn nghệ, v.v. Đáng chú ý nhất trong số này phải kể đến những ngày lễ hội gói bánh chưng, bánh tét. Đây là lúc các thầy cô trong trường trổ tài gói bánh. Nếu như thông thường chỉ có các bà, các cô trong gia đình đóng vai trò gói chính, thì tại trường tiểu học bán trú nội trú Nhật Tân, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những người gói bánh điệu nghệ nhất lại là thầy Hiệu Phó. Từ khâu xếp lá dong, chèn lá, đổ nếp, đậu, thịt cho đến khâu ép lá, buộc lạc, thầy đều tỏ ra là một chuyên gia gói bánh cừ khôi, cũng đều tỏ ra thích thú khi theo dõi màn gói bánh này. Cũng không nhất thiết là phải khéo tay gói bánh, bởi vì cái bánh này gói cũng rất là dễ thôi. Cũng bằng cái lá dong rồi bằng những cái lạt này mình gói thì nếu mà chỉ cho các bạn trẻ này thì các bạn học sinh này cũng có thể gói được ngay lập tức. Nếu có dịp nào đó để giúp cho các em tường tận truyền thống của dân tộc thì Tết có lẽ là cơ hội tốt nhất. Xã hội xoay vần nhanh chóng, người người nhà nhà bộn bề với công việc. Thời buổi này không mấy khi chúng ta được thấy cảnh gia đình quây quần bên nồi bánh chưng ngày Tết. Xã hội thì cũng phát triển nên là nhiều gia đình rất là bận rộn, không có thể có thời gian để mà gói bánh chưng được. Nhưng mà nếu như mà tổ chức được để cho gia đình quây quần với nhau để làm công tác chuẩn bị cho ngày Tết thì cái đấy là một cái không khí rất là vui. Và đồng thời là cũng tạo được cái không khí gia đình rất là ấm cúng, vui vẻ, rồi là có những cái tình cảm sum họp gia đình cho cái ngày xuân quây quần bên cái nồi bánh chưng. Truyền thống là giá trị vô hình, được truyền từ thế hệ nọ sang thế hệ kia. Nét văn hóa của người Việt ta có thể lưu truyền cho đến nay cũng nhờ người đời nay tiếp bước đời xưa. Từ xa xưa cho đến bây giờ thì cái truyền thống cứ đến cái dịp Tết Nguyên Đán thì ở ngoài Bắc nhà nào cũng có bánh chưng hết cả. Cho nên là mình học từ ông bà rồi đến bố mẹ. Xong đến bây giờ thì đến đời mình biết gói thì lại truyền lại cho các con các cháu nó biết cái cách gói. Mình học gói bánh chưng qua những cái người bạn của mình ấy, mà với lại từ ông bà mình, từ nhỏ đã xem ông bà gói bánh chưng rồi mình biết gói. Ở trường thì mình tổ chức những cái hoạt động như này để cho các bé nó biết được cái truyền thống của cha ông mình. Rồi hy vọng là sau này các con có thể tự làm được những cái bánh chưng để các con duy trì được cái truyền thống, những cái không khí ngày Tết của cha ông mình. Thực ra là những cái hoạt động văn hóa rất là vui, rất là ý nghĩa. Các thầy cô quan niệm nếu không dạy cho các em gói bánh thì khó lòng các em có thể thấm được, hiểu được không khí ấm cúng ngày xuân và truyền thống của cha ông mình chỉ qua những chiếc bánh chưng mua ngoài cửa tiệm. Những cái ngày Tết mà ngày xưa hồi còn nhỏ ấy, được tham gia gói bánh chưng thì rất là thích. Thì mình tạo cái hoạt động này ấy, giống như là ở nhà các con không có điều kiện, ba mẹ bận ấy, thì các con có cái hoạt động này ở trường để các con có cái cơ hội để biết được cái không khí Tết nó như thế. Tuy không được trực tiếp gói bánh, nhưng các em cũng được tham gia phụ các thầy các cô. Các thầy cô phân công mỗi em một việc. Em thì giúp cô chọn lá dong, em chọn lạt, em xúc nếp, em xúc đậu, em thì gấp miếng thịt vào bánh. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn, thoăn thoắt làm những công việc rất nhanh nhẹn và nhiệt tình. Tôi mong muốn là để các em biết được cái truyền thống của cha ông ta từ xa xưa, biết được ý nghĩa của bánh chưng, bánh dày ngày Tết. Rồi là muốn giáo dục cho các em giữ gìn được cái truyền thống của dân tộc đấy cho đến mãi mãi về sau. Không chỉ có bánh chưng, trường còn tổ chức gói bánh tét, một loại bánh truyền thống đặc trưng của người miền Nam. Nếu gói bánh chưng khó nhất là làm sao để bánh có hình vuông vức, nếp lá phải thẳng, lạt buộc đều đặn, thì gói bánh tét có lẽ khó nhất là làm sao để bánh có hình trụ ngay ngắn. Dây buộc không làm biến dạng bánh, không làm đổ đậu, nếp ra ngoài khi dựng bánh lên để buộc dây. Có những em tuy không được gói nhưng cũng không nản lòng, trong mớ lá và dây thừa ra, các em cũng cố gói cho được một chiếc bánh tí hon như thế này. Có lẽ đây sẽ là những thợ gói chính trong tương lai chăng? Điều khiến ai nấy vui lòng nhất chính là khi thấy các em hồ hởi, thích thú trước hoạt động này. Con muốn gói bánh chưng tặng cho ông bà.
em bé cậu con, bố mẹ. Tết này là con muốn gói bánh chưng tặng cho ông bà, gia đình với lại những người thân của con. Đối với trường tiểu học Nhật Tân, gói bánh chưng bánh tét không chỉ là hoạt động lễ lạc mừng Tết, mà đây còn là một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, theo sát phương châm học đi đôi với hành của nhà trường. Nhà trường bắt đầu cái việc mà tổ chức những cái hoạt động gói bánh chưng bánh tét vào hàng năm và đã được 4 năm rồi. Và cái nó rất là có ý nghĩa với các em, là chỗ là nhà trường luôn muốn các em là phát triển toàn diện, chứ không phải là chỉ là những cái môn học văn hóa. Rồi ngoài cái việc các em biết được trên sách báo hoặc là trong sách vở, thì các em được trực tiếp để thấy được là những hoạt động mà chính các em có thể được tham gia. Và cái truyền thống này của gói bánh chưng bánh tét của trường đã mang lại một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, là về các em, đôi khi là các em ở thành phố không có biết được là những cái hoạt động mà gói bánh chưng bánh tét truyền thống thế này, thì trường giúp cho các em là thấy được cụ thể. Chúng ta thường thấy là cái câu là học là đi đôi với hành, thì các em phải cần có luyện tập chứ không phải là chỉ có là học lý thuyết không thôi. Và cái nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, là các em ngoài cái việc là các em rất là thích thú là những cái hoạt động ngoại khóa, thì các em còn thấy được thực tế và được chính của mình tham gia vào. Theo dõi hoạt động gói bánh của trường trong một buổi chiều, chúng tôi nhận ra rằng có lẽ công cuộc giáo dục căn bản và toàn diện không cần những phương pháp luận xa xôi, mà chỉ cần những hoạt động vui chơi bổ ích thiết thực và gần gũi như thế này thôi đã có thể giúp cho các em phát triển được bản thân ngay từ tuổi nhỏ. Các em vừa có thể hiểu được ý nghĩa của những câu chuyện kể khô khan trên lớp, vừa có thể phát triển kỹ năng hoạt động, giao tiếp xã hội và thấm nhuần bản sắc dân tộc. Tối nay các em sẽ được là tham gia cái ngày nấu bánh chưng. Tức là nhiều khi các em là gói bánh nhưng mà không biết được cái hoạt động nấu bánh chưng như thế nào, thì các em được tham gia cái là nấu bánh chưng. Rồi sau đó ngày mai các em sẽ toàn trường sẽ cùng thưởng thức cái món bánh chưng mà các em được tham gia và các thầy cô được cùng làm ra sản phẩm này. Bánh chưng bánh tét tự gói chắc chắn sẽ không đẹp và chuyên nghiệp như bán ngoài tiệm, nhưng chắc chắn nó sẽ ngon hơn bởi công sức của người làm và niềm vui thích thú khi được quây quần bên nhau ngày Tết. Bấy nhiêu có lẽ cũng đủ làm nên mùa xuân.